Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lệ, hiện tại em đang công tác tại Kia Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ cập nhật đến quý anh chị giá của hai phiên bản Sorento mẫu 2020 và sản xuất năm 2021. Đối với phiên bản máy xăng màu đen này á, thì hiện tại giá niêm yết trên thị trường của nó là 859 triệu, bên em đang giảm 10 triệu, còn lại là 849 triệu. Còn đối với phiên bản máy dầu, bên em đang còn một chiếc màu trắng nha quý anh chị. Giá xe của nó là 889 triệu, bên em đang giảm 10 triệu, còn lại 879 triệu. Đối với cả hai phiên bản này, bên em đang tặng cho quý anh chị là bảo hiểm vật chất thân xe. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh thì chi phí lăn bánh thông thường nó sẽ rẻ hơn ở thành phố, nhưng tùy thuộc vào tỉnh. Nếu mà anh chị muốn biết chính xác chi phí này lăn bánh ở tỉnh nào thì quý vui lòng liên hệ trực tiếp với em sẽ báo chính xác về chi phí lăn bánh ở tỉnh đó cho quý anh chị nhé. Về thủ tục mua trả góp đối với chiếc xe này rất là đơn giản, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em này chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn về hồ sơ tài chính thì quý anh chị chuẩn bị giúp em là hợp đồng lao động và bảng sao kê lương 6 tháng gần nhất. Không chứng minh được bên em vẫn hỗ trợ làm được cho quý anh chị nhé. Thủ tục nó rất là đơn giản thôi ạ. Kế bên là phiên bản 2021 của nhà quý anh chị, nó cũng có sự khác biệt ạ. Thứ nhất là về cụm đèn pha này, rồi về lưới tản nhiệt này, rồi đối với phiên bản Signature, đối với bản kế bên bản 2021 thì nó sẽ có thêm camera 360 độ, nó có sự chênh lệch về nó chênh lệch nhau trên 400 triệu lần nha quý chị. Rồi ok, thì em sẽ đi sâu vào chi tiết đối với chiếc xe này. Thì hiện tại cụm đèn pha của xe vẫn là đèn pha halogen projector, có dải đèn led chạy ban ngày cho chiếc xe mình nó ấn tượng hơn nha quý anh chị. Về phần đầu xe thì nó vẫn trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến giúp cho mình dễ dàng di chuyển và phát hiện được vật cản để đảm bảo người lái xe một cách an toàn. Ngoài ra nó sẽ có thêm đèn sương mù và đèn ôm theo góc đánh lái ở nhà quý anh chị, hệ thống rửa đèn pha, đó là một cái điểm hơn so với lại phiên bản 2021 ạ. Đó là phiên bản 21 chưa có hệ thống rửa đèn pha tự động đâu ạ. Rồi đó là cái bố trí khoang động cơ của chiếc xe Kia Sorento phiên bản 2020 mà sản xuất 2021, thì động cơ nó được bố trí khá là hài hòa, rất là đẹp mắt. Đối với phiên bản máy dầu thì nó sẽ sử dụng một động cơ 2.2 CRDI nha quý anh chị. Công suất phát ra nó khoảng là 195 mã lực, còn đó là phiên bản máy xăng động cơ nó là 2.5 ạ. Đối với dòng xe này bên em đang bảo hành cho quý anh chị là 3 năm không giới hạn km. Trong quá trình anh chị sử dụng nếu mà có vấn đề gì bất thường xảy ra thì bên em sẽ bảo hành hoàn toàn miễn phí ở tất cả các Kia trên toàn quốc nha quý anh chị. Đây quý anh chị xem về bên hông của chiếc xe thì quý anh chị thấy có những đường gân dập nổi, nó kéo dài từ đầu xe, đuôi xe, cho xe mình nó cứng cáp và nó thể thao hơn. Mâm của xe là mâm đúc hợp kim nhé. Đường kính mâm của nó là 18 inch, vỏ của nó đang sử dụng là vỏ Continental của Đức. Cả bốn phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa, nó có hệ thống chống mối cứng phanh ABS giúp cho người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Còn đối với phiên bản 2021 thì mâm xe nó sẽ lớn hơn nha quý anh chị. Mâm của nó hiện tại đang là mâm đúc hợp kim, đường kính mâm của nó sẽ là 19 inch ạ. Còn đối với phiên bản 2020 thì nó chỉ là 18 inch thôi nha quý anh chị, và vỏ của nó đang sử dụng là vỏ Continental. Còn đối với phiên bản 2021 sử dụng vỏ là Michelin nha quý anh chị, nó có sự khác biệt ạ. Đối với phiên bản 2020 thì khoảng sáng gầm xe của nó là 185, nó sẽ cao hơn một xíu so với là phiên bản 2021. Phiên bản 2021 là 176 ạ. Và phiên bản 2020 sẽ trang bị cho quý anh chị là bệ bước chân sẵn để cho mình dễ dàng lên xuống xe, bởi vì còn sáng gầm xe nó hơi cao, bởi vì mỗi xe nó có mỗi thiết kế khác nhau. Đối với phiên bản 2021 nó thiết kế theo dạng vỏ sò thì nó sẽ giúp cho người lái, người ngồi bước lên xuống xe được sạch sẽ, không bám bụi bẩn. Còn đối với phiên bản 2021 thì bắt buộc phải dùng bệ bước chân ạ. Gương chiếu hậu của nó gặp điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn nha quý anh chị. Khi mà mình vào số lùi thì tự động nó sẽ gặp gương ạ, để đảm bảo cho người lái dễ dàng quan sát ở phía sau khi mà lùi xe. Tắp bi cửa của xe phiên bản 2020 nó sẽ được trang bị cho quý anh chị là rèm che nắng nè, có phần ốp nhựa bóng rất là đẹp, và trên tắp bi cửa thì nó sẽ được bọc da. Đó. Và hàng ghế thứ hai của xe thì vẫn được bọc da luôn nha quý anh chị. Nội thất của nó là màu vàng kem ạ, nhìn rất là đẹp. Mỗi hàng ghế thì đều được trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa để đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa các hàng ghế là như nhau. Ở phía sau còn trang bị cho quý anh chị là cổng 12V nha quý anh chị. Ở một số hãng xe khác thì ở hàng ghế thứ ba nó sẽ không có cửa gió điều hòa thì nó sẽ nóng hơn so với lại đối với chiếc xe Sorento 2020 này ạ. À, nó có bệ tì tay dỗ để ly tách đầy đủ hết nha quý anh chị, và bố trí ở phần hàng ghế đầu tiên nó rất là hài hòa, rất là hợp lý luôn nha quý anh chị, nhìn rất là đẹp ạ. À. Đây, đây phần nhựa bóng của nó này,
rất là đẹp luôn, như da gỗ cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng à. Có rèm che nắng đầy đủ hết. Đây quý anh chị xem, đây là phần đuôi của chiếc xe, thì cụm đèn hậu của xe nó sẽ làm cho chiếc xe của mình nó nổi bật hơn với cụm đèn hậu dạng LED. Phía trên còn trang bị cho quý anh chị là ba ga mui, cánh hướng gió để tăng thêm độ thể thao cho chiếc xe. Ở phía dưới còn trang bị cho quý anh chị là Oppo đôi thể thao này, 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách an toàn nha quý anh chị. Đấy. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, ở phần hàng ghế thứ ba thì quý anh chị có thể gập sát xuống để tăng thêm cái diện tích khoang hành lý. Ở cái chỗ để ly tách đầy đủ hết. Ở phía sau còn trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa nhé. Một số hãng xe khác thì nó sẽ không có trang bị cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ ba đâu ạ. Nó tạo cho cái cảm giác của mình nó chật chội, nó sẽ nóng bức hơn. Đó, quý anh chị có thể thấy nhé, gập phẳng thành ra một cái sàn rất là rộng. Rồi em sẽ cho quý anh chị xem và bố trí khoang hàng ghế đầu tiên. Đây, mở cửa là quý anh chị thấy ở phần tắp bi cửa thì cụm công tắc cửa trung tâm nó sẽ có kính lái và kính phụ, là lên kính xuống kính bằng một lần chạm ạ. Ghế chỉnh điện 10 hướng, có nhớ ghế hai vị trí nha, nhớ ghế hai vị trí luôn. Thì nhớ ghế này hoạt động đơn giản thôi, quý anh chị chỉ cần điều khiển ghế phù hợp với tư thế của mình, nhấn chữ set 2 lần, nhấn số 1 thì nó sẽ lưu ở vị trí lái thứ nhất, vị trí thứ hai làm tương tự nha quý anh chị. Vô lăng thì được bọc da ốp gỗ cầm rất là mát tay luôn ạ, tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại như gọi rảnh tay, và đây là chìa khóa của xe nhé. Cũng được thiết kế nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt ạ. Cũng đồng hồ trung tâm thì thể hiện những thông số cần thiết như tốc độ vòng tua máy, tốc độ xe. Và những cái đèn cảnh báo để đảm bảo người dùng biết và sử dụng. Đây, cái phần ốp gỗ cầm rất là mát tay luôn nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị thêm đây là cái màn hình Android của xe à, nó có thể kết nối Bluetooth này, xem YouTube, bắt Wi-Fi đều được hết nha quý anh chị, rất là hiện đại ạ. Tôi em sẽ tặng cho quý anh chị thêm cái thẻ GPS nữa ạ. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập à, điều khởi động start top một lần nhấn. Điều khiển nhiệt độ bên ghế tay không ảnh hưởng tới nhiệt độ bên người phụ ạ. Phần cần số thì vẫn được trang bị cho quý anh chị luôn nè. Đó là ốp gỗ luôn nhé, rất là sang trọng. Nó có cổng sạc này, rồi có USB, AUX đầy đủ hết nha quý anh chị. Đó. Đặc biệt là ở phần cần số luôn, thiết kế nhìn rất là hiện đại. Con này có 6 cấp nha quý anh chị. Số tự động là 6 cấp, có chỗ để ly tách này. Mình có thể kéo lại cho nó cái phần bố trí cần số cho nó xịn sò hơn, nó sang trọng hơn và được ốp gỗ hết nha quý anh chị, rất là đẹp. Gương chiếu hậu chống chói tự động. Ngoài ra xe còn được trang bị cho quý anh chị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Về hệ thống an toàn của xe được trang bị khá là hiện đại với 6 túi khí, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc đều có hết nha quý anh chị. Một chiếc xe đầy đủ những tính năng, giá của nó chỉ từ 849 triệu thôi nha quý anh chị, rất rẻ. Và hiện tại cả nước chỉ còn mỗi xe Sorento máy xăng màu đen và một xe máy dầu màu trắng thôi, hiện tại là hết xe rồi nha quý anh chị. Giá này rất là mềm, so với phiên bản 2021 thì nó lệch nhau khoảng 400 triệu cho mỗi xe nha quý anh chị, hơn 400 triệu ạ. Thì giá đó thì mình có thể hoàn toàn cân đối để sở hữu ạ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Còn nếu mà chị muốn biết giá của một dòng xe nào khác của Kia thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ báo giá và chính xác đó quý anh chị. Quý anh chị cứ kết bạn Zalo, Facebook hoặc để lại comment phía dưới thì em sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của mình, của quý anh chị luôn nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.